Cô gái có hàm răng bị súng thật thà của tạp 7 thách thức danh hài, dám nói xấu tất cả để ấm 100 triệu làm nhiều quý khán giả nghi ngờ ra sao? Bây giờ để rõ câu chuyện mời quý vị xem phần tin ngay sau đây. Cô gái nói xấu dám khảo, cô gái nghèo dành 100 triệu của thách thức danh hài ở tập 7 thách thức danh hài Thánh Súng Ngân Thảo vượt qua 5 vòng thi trở thành thí sinh đầu tiên mùa 6 đạt được giải thưởng 100 triệu đồng. Thánh Súng Ngân Thảo, 21 tuổi đến từ Đồng Tháp là thí sinh cuối cùng xuất hiện trong tập 7. Ngay khi bước ra sân khấu, cô khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài của mình. Nữ thí sinh cho biết, hiện tại răng của cô đang trong quá trình lành lại và sẽ sớm điều trị trong thời gian tới. Lúc này, Ngô Kiến Huy mở lời, anh cũng có một trung tâm, nếu được em có thể qua bên anh. Nghe thấy thế, Ngân Thảo thật tha thừa nhận, con không có tiền, con làm dưới quê cho rẻ. Ngay lập tức, Trường Giang gài đàn em giảm chi phí 50% cho nữ thí sinh. Trước chia sẻ này, cô gái 21 tuổi lo lắng, cái cỡ 1 triệu đổ lại được rồi khiến nam MC không khỏi hoang mang. Bước vào phần thi, Ngân Thảo cho biết đã chuẩn bị 5 tiết mục, nhưng bị người khác diễn mất một tiết mục nên không biết diễn tiểu phẩm nào trước. Dù được góp ý diễn phần hay trước, nhưng nữ thí sinh lo sợ bước vào vòng trong không có gì để diễn. Câu trả lời chân thật này khiến giám khảo bật cười. Ở tiết mục đầu tiên, Ngân Thảo nhờ trường giang trợ diễn. Thánh xuống khiến khán giả cười ngất khi hóa thân thành vợ của danh hài. Cô chỉ chết chồng lúc nào mặt cũng chằm bầm, không bao giờ chịu cười nên đói ly hôn. Sau đó, nữ thí sinh quay sang Trấn Thành, sớm muộn gì anh cũng nghe câu này thôi nhưng chỉ khác là bằng tiếng Hàn, khiến nam giám khảo bật cười. Tiếp tục thi vòng 2, Ngân Thảo nhanh chóng khiến hai giám khảo, và khán giả cười hà hê chỉ với một câu nói mỉa mai Ngô Kiến Huy, anh làm gì thì làm đi anh Huy, anh đừng có nhắc đi nhắc lại điệp khúc 60 giây bắt đầu với tôi nữa. Tôi kinh tởm anh lắm. Nhận được 10 triệu đồng khiến nữ thí sinh xúc động đến mức rơi nước mắt. Trường Giang dành lời khen cô là người chân thật, anh khuyên cô gái 21 tuổi cứ giữ cái nét chân thật đó sẽ khiến mọi người cười. Đang vui, khóc không diễn hài được nữa đâu, nam diễn viên động viên. Ở vòng 3, nữ thí sinh Tố Ngô Kiến Huy làm nhục mình. Tuy nhiên, tình huống này chưa đủ đồ để khiến giám khảo bật cười. Ngay sau đó, cô nhanh chóng đổi sang chuyện bóc mẽ nhã phương bị trầm cảm sau khi sinh, làm chấn thành cười nghiêng ngả. Trường Giang lớn tiếng phản bác, lấy đâu ra và lườm ông xã Hà đi vuôn khi anh cười khoái chí. Bước sang vòng 4, nữ thí sinh Tố chấn thành xiên xỏ mọi người rồi bây giờ bị dựng cái lô cốt phía trước nhà hàng có buôn bán gì được đâu cô tiết lộ chia sẻ này mang đến tiếng cười cho mọi người tình huống khiến ông xã hà đi huân phải thốt lên vì một hàm răng em sẵn sàng làm mọi chuyện để thoải mái cho ngân thảo bước vào vòng thi tiếp theo trấn thành hỏi cô vì sao nghỉ học sớm thánh xuống không ngăn được nước mắt chia sẻ mẹ cô bị tai biến hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô phải nghỉ học đó cũng là lý do khiến cô không thể điều trị khiến hàm răng biến dạng Nghe được câu chuyện của Ngân Thảo, Ngô Kiến Huy đồng cảm cho biết anh sẽ hỗ trợ cô toàn bộ chi phí làm răng. Thậm chí năm MC còn đề nghị miễn phí uống cà phê suốt đời cho Thánh Sún. Dù vậy, giọng ca truyền Thái Y vẫn bị Ngân Thảo mang ra chọc cười giám khảo ở vòng cuối và giành giải thưởng 100 triệu đồng. Ngân Thảo trở thành thí sinh đầu tiên của mùa 6 giành được giải thưởng lớn nhất từ chương trình thách thức danh hài. Với giải thưởng mới đạt được, cô sẽ trích một phần cho những người khó hơn mình, một phần để trả nợ và còn lại sẽ là...